Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên ứng dụng TikTok, đó là hướng dẫn cho các bạn cách tìm ID TikTok của bất kỳ ai nha. ID TikTok là một mã đặc trưng cho mỗi tài khoản TikTok, dựa vào mã ID này bạn có thể tìm được bất kỳ ai trên TikTok hoặc giúp người khác nhanh chóng tìm thấy mình. Nếu bạn tìm một ai đó trên TikTok bằng cách gõ tên thật của họ ra nhưng lại không tìm thấy thì hãy sử dụng ngay cách tìm bằng ID TikTok nha. Thì với cách này thì chắc chắn bạn sẽ tìm được họ. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm ID TikTok của bất kỳ ai nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở ứng dụng TikTok trên điện thoại lên. Tiếp theo ở phần trang chủ, bạn chọn ảnh đại diện của người mà các bạn muốn tìm ID. Ví dụ như mình sẽ nhắm vào ảnh đại diện của người này nha. Thì mình sẽ nhắm vào ảnh đại diện đó, nó sẽ ra trang cá nhân của họ. Tiếp theo ở cái phần chỗ mà dưới ảnh đại diện có chữ A cầm đó, đó là cái username đó, thì các bạn hãy nhấn vào cái chỗ đó nha. Các bạn hãy nhấn vào, thì khi các bạn nhấn vào và thả ra thì tức là cái ID TikTok đã được sao chép, tự động sao chép cái ID đó TikTok rồi đó. Rồi tiếp theo các bạn có thể chia sẻ cái ID TikTok của cái người bạn này qua Zalo hoặc là Messenger để người khác có thể tìm thấy họ một cách dễ dàng nha. Thì bên cạnh đó các bạn có thể xem ID TikTok của mình để có thể chia sẻ với người khác. Thì các bạn cũng mở ứng dụng TikTok lên, rồi các bạn hãy chọn vào một hồ sơ ở phía dưới bên phải màn hình điện thoại nha, các bạn chọn vào. Tiếp theo các bạn hãy cũng chọn vào cái chỗ mà chỗ mà A cầm dưới cái avatar của cái cá nhân của bạn đó, các bạn chọn vào, các bạn chọn vào nha. Vì mình sẽ chọn vào thì các bạn có thể thấy đó, ID TikTok đã được sao chép rồi. Thì các bạn cũng chia sẻ cái ID TikTok này qua Messenger hay Zalo, những người khác có thể tìm được tài khoản TikTok của bạn dễ dàng hơn. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách tìm ID TikTok của bất kỳ ai một cách nhanh chóng rồi. Nếu các bạn chưa làm được hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.